Điểm ai hả? Tụi bay hết cơ hội rồi con. Hey man, I can take you to your destiny. No, fine, but my uncle gonna pick me up. Welcome to America. Ôi chú, Lamborghini của chú đâu? Lamborghini á? Đi cái gì? Đi. Con phải làm neo luôn hả? Trời đất ơi, lên tiệm neo không làm neo làm gì? 5:30, con đi khách hả chú? Ừ. Gì? Giao cái chân cho thằng Tuấn để nó tập làm chân. Wow. Ây da, ôi. Chết cha, chảy máu rồi. Chảy máu chứ con chết đâu mà lo. Tuấn. Dạ. Con gặp Julie chưa? Julie? Ừ. Chắc là chưa.